cái local, cái lính của Hồng Nhơn nữa, để hát làm nền cho mấy anh chị. Chứ anh chị đi cái là 4,000, 5,000, còn mình ở đây nguyên một bên cũng tới 4,000 nữa. Đúng rồi. Thấy chưa? Có ngàn mấy vậy, cái đồ kia. Một nhà đâu có thiên anh, một nhà cũng vậy thôi. Đó, thành ra tôi cứ đánh giá vậy, tới sao? Ý Lan là đi Lan là 3,500-4,000 đúng mà phải đi. Là mà một đêm đó hay là một đêm thôi. Bà hát có thể từ 8 bài. À, 8 bài tới 10 bài. Là Ý Lan. Nhưng mà Ý Lan hát á, thì không có nhiều bằng cái tục mà Việt Nam nó qua nó hát. Nó nằm đứng Hồng Nhung à. Đã đứng cái 30 bài đó. Nó hát một đêm. Dễ sợ. Hùng coi ban nhạc Hùng đánh, Hùng chứng kiến đó. Mà không biết hơi sao mà dễ sợ thiệt. Mấy tiếng luôn bên đây mà mời nó là đang xong 4 tiếng đi nhiều. Nó đứng một bước nó 15 bài. Wow. Nó hát tới nữa. Bên đây hát không tới 13. Mấy ca sĩ đây không có đủ. Không hết hơi rồi. Không có đủ cái sức mà đứng như tụi. Đứa nào hát là 3 mấy bài? Trần Thu Hà hả? Làm Đàm Vĩnh Hưng nè. Ờ. Lam Trường nè. Ờ. Rồi nhiều lắm. Rất nhiều mấy đứa. Mà đó là con trai. Con trai, còn con gái thì thường thường là như Khánh là Lệ Quyên. Khánh Lệ Quyên. Không, Khánh là Khánh Lệ Quyên. Lệ Quyên hả hay không? Lệ Quyên hả hay. Cái giọng, Khánh Khánh. Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Phan Đình Tùng. Nhiều lắm, ban nhạc Hùng đánh hết mấy người đó rồi đó. Rồi mỗi khi mấy người đã tới chương trình chơi xong rồi tặng lại 1-2 cái đĩa. Cái tay gửi tặng. Thành ra mấy cái đó Hùng cũng nhiều nhà.